Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình lại quay trở lại với con Komatsu PC75-2E của anh Giang đang làm nội đồng đây. Thì do là nhu cầu chuyển đổi ngành nghề, chuyển đổi công việc thì anh Giang bỏ nghề máy nên là cần bán con Komatsu PC75-2E sản xuất đâu đó năm 98 với một cái phiên bản độ cần dài đâu đó hơn 8 mét gì đấy các bạn. Cụ thể chính xác thì mình chưa có hỏi. Đấy. Thì do là bây giờ là chuyển đổi ngành nghề. Bán tất cả luôn các bạn ạ. Đấy. Bán cả phọt, cả xe, cả xiếc luôn. Con này là con máy 75 chuyên đi làm nội đồng. Đã độ cần dài. Đấy. Máy thì hoạt động như trong video. Đang làm nội đồng này, hoạt động hết mức luôn, tha hồ cho các bạn lựa chọn. Con này thì anh em nào có nhu cầu về làm ao này, đắp bờ này, rồi đi làm nội đồng thì tuyệt vời miễn chê. Hàng nguyên bản, không qua thợ, không qua sửa chữa gì cả. Đấy. Đang làm hoạt động như bình thường, như ban ngày. Đấy. Đang nổ máy, đang làm nội đồng này. Việc đây rất là nhiều các bạn. Nhưng bây giờ là do là chuyển đổi ngành nghề nữa nên là không dùng máy nữa nên là anh ấy quyết định là bán. Đấy. Bán để chuyển đổi công việc khác. Sau nhiều năm gắn bó với nghề thì chắc là cũng chán nghề rồi ạ. Con này ngày xưa có điều hòa đầy đủ nhưng mà do đi làm lầy lội nó không phù hợp lắm nên anh ấy đã bỏ. Mà đi làm ao làm chuông này cũng ít ai dùng điều hòa lắm ạ. Vì lầy lội rồi còn đủ thứ. Đây. Komatsu 75 khu chủ này. Máy móc. Chất máy thì còn nguyên, tức là đi làm ao chuông thì cành cây rồi vỏ cây các thứ thì không thể tránh khỏi được nên là chảy xước là bình thường. Cái quan trọng là cái chất máy nó còn ngon hay không các bạn. Đây. Xích này. Câu xích. Bao hoạt động ngon lành, bao test tại ruộng luôn. Anh em nào kết thì có thể vào biết ngay. Đây, máy đang làm việc ở một cánh đồng, nội đồng luôn. Tha hồ cho cái việc là test thử máy, không phải là máy chết, máy nằm không. Con này mình mua về đi làm ao chuông thì sẵn luôn. Chỉ việc để vậy là không phải độ chế sang cần dài nữa. Đây, đoạn này hạ cống này. Đấy, bao ngon luôn. Loại này về mình đi đắp bờ ruộng như người ta hoặc là đi làm ao làm chuông thì hết ý hết sạch luôn. Sẽ tiến phần sát hơn để quay gần đuôi cho bạn xem. Cửa này thì được thay rồi, nhưng cửa kia ngoài tầm xích xưa rồi. Đây, ga lê, những cái ga lê này dưới còn mới nguyên nhá. Ga
liếc rồi tất cả hệ thống còn ngon lành. Máy nói chung là đời này thì anh em chỉ cần quan tâm đến máy và bơm, bơm máy còn nguyên bản thì là bốc được thôi, không cần thiết là phải hình thức mà có đẹp máy mà không ra gì thì cũng vứt đi. Đang làm thi công cái nội đâu, ngọt như mía luôn. Tại thì máy đang làm nội đồng, đang đắp bờ, đắp biếc ở ngoài này. Chả may anh em nào muốn rước đi rồi thì sẽ phải gọi máy của nhà. Đấy, nhà anh em rất là nhiều máy nên là không có lo. Cái phần này là phần hạ cái đầu ống xuống để cho nó thoát nước qua đường. Hoạt động ngon này, bao test đây, xích xiếc này. Đấy, di chuyển này. Lún quá này phải chống nhường bên. Đó, di chuyển. Di chuyển hoạt lịnh luôn. Đường cống xong thì tiếp tục là máy đắp bờ này. Nhìn làm với tốc độ như này mâm miếc còn rất là ngon, không có dơ, có lác, không có nhịp mâm này, máy sống luôn, đang đi làm hoạt động bình thường. Này chỉ bàn chất lượng về giá thôi, còn máy sẵn để làm, chỉ có việc là về là đổ dầu đổ mỡ vào là làm ao làm chuông hay làm tất cả cái gì anh em muốn, với mức giá đâu đó chỉ khoảng nhìn 3x một tí xíu thôi. Đây, rất là một con số rất là lý tưởng để cho anh em có thể đầu tư vào để bắt đầu khởi nghiệp. Đây là phần cống. Đấy, lớp sau đó lớp lại cống để làm một đường cho dân người ta đi lại được. Đây là PC75U-2. Đây là -2, -2E các bạn nhé. -2 thường là -2E. Bản -2E này sẽ khó kiếm hơn, máy bền hơn. Hoạt động bao ngon, bao test luôn. Quay trở lại với cái bờ này. Bờ này cũng đắp rất dài đấy. Máy làm nội đồng ở đây là hàng. Hồi sáng mới nghe tin là bảo là máy này bán cho mấy ông thôn ở đây là đang bảo không cho này. Máy đang làm ngon lành đây, đang đi đắp những cái nội đầu.
vậy là do nhu cầu chuyển đổi máy, cần chuyển đổi công nghiệp ngành nghề thì cần ra đi em Komatsu PC75 sử dụng máy cũng cần ra. Anh em nào có nhu cầu bổ kết thì có thể liên hệ trên số điện thoại góc màn hình của mình nhé. Video của mình tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần tiếp theo.